Hello mọi người, trời ơi, hôm nay mới mới vừa make up xong nhưng mà trước khi quay những cái lúc cái clip khác thì mình sẽ đập hộp từ quà từ Takin nha mọi người. Trời ơi, bạn này dear chị Ngân rồi, thank you for loving Takin, happy Women's Day. Women's Day mà hôm nay mới mở. May you be as beautiful as you are, I love Takin, trời ơi, so cute nha. Rồi bây giờ là, đây, một cái hộp quà xinh xắn nhỏ xíu xíu từ Takin, một cái MV chuyền rất là dễ thương mọi người ơi. Đó, để bây giờ nên đeo lên, đã hôm nay mặc cái outfit này cũng chưa biết là có hợp hay không, nhưng mà thấy cái em nó quá dễ thương, hôm nay mới lấy ra đeo được. Ok, oh my gosh, it's so cute, so cute. Để coi. Rồi ok, trời dễ thương quá luôn á mọi người. Một món quà xinh xắn, đây là cái mặt trăng, còn đây là cái ngôi sao lấp lánh thì phải. Wow, so cute. Nhưng mà mặt mình thì hơi ác, hôm nay mặt mình không có cute nha. Ok, bye mọi người, hẹn mọi người ở clip đập hộp tiếp theo.